Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là Nghị Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp được man các bạn. Đó, cặp được man, cặp này là xương cối, cực kỳ cối luôn các bạn. Lớn xương, đòn dài, bạc cu nè. Con này sẽ mặt, sẽ lưng nghiêm chỉnh nè các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện nè. Cầm trứng, cầm xương, xương lớn, đòn dài, gu bạc. Được man nha các bạn. Dòng vòng manh mỹ, manh bơm các bạn. Gu lưng thẳng, sải tích nghiêm chỉnh hết các bạn. Con này sẽ mặt, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết, sẽ mặt nè, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đòn dài, chân móng đi hoàn thiện nè, đó xương cối, dòng manh mỹ manh bơm nha các bạn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh nha. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đây dàn chân móng này các bạn không, hoàn thiện hết. Cùm chân cùm xương lớn, đòn dài xương cối. Đó, đòn dài xương cối. Đó, cặp được man này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu. Đó, con này sẽ mặt, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh này các bạn không, sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Giải hai hòn, xương cối. Giá 33 triệu cặp được man này các bạn, 33 triệu. Đóng cây đuôi cực kỳ đẹp các bạn không? Đòn dài, xương cối kịch cộm. Bò này sau này lớn tàn dữ lắm các bạn. Bò này sau này lớn tàn dữ lắm. Chịu nhiệt tốt. Xương cối to con. Gu bật. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đồ cận cảnh cho anh em thấy luôn. Cao 1m13 bò nè anh em, 1m13 bò. Đó. 1m13 bò nè. Được man này cao 1m13, đít nè. Đít cao 1m18. Được man này cao 1m13, đít cao 1m18. Đây, đít cao 1m18 nè. Được man này cao 1m13, đít cao 1m18. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Yếm dầu đồ nghiêm chỉnh hết. Sẽ mặt, sẽ lưng rồi nghiêm chỉnh, yếm dầu rồi nghiêm chỉnh hết các bạn. Đòn dài. Đòn dài. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết, đòn dài gũ bật. Chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Chân móng đi hoàn thiện hết. Cặp được man này chủ báo giá là 33 triệu bạn, 33 triệu. Không làn giá nha các bạn, không làn giá nha. Mà này chủ báo giá là 33 triệu không làn giá nha. Đòn dài nè. Bạc cu nè, sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Con này cao 1m13 bò đến cao 1m18 bò. Con tiếp theo. Con này xương cực kỳ khối luôn các bạn. Con này xương cực kỳ khối luôn nè. Bò này còn nhỏ tuổi mà xương chà bá luôn các bạn. Dòng này dòng manh mỹ manh bơm nha, đỏ ao không làn giá các bạn. Đỏ ao không làn giá, tay lớn, sải tích nghiêm chỉnh. Con này sau này tàn lớn dữ lắm các bạn. Cao 1m16 bò nè. Đít nè, đít cao 1m22. Đực manh mỹ này cao 1m16, đít cao 1m22. Xương cối to con, đòn dài. Xương cối to con, đòn dài. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng được hoàn thiện hết, không lan giá nha. Tay lớn, sẽ mặt, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, cặp được man này chủ báo giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu. Con này to con nha các bạn, giấy hai hòn đen nè. Lưng thẳng nè, không lan giá nè. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết. Cao 1m16 bò, đít cao 1m22. Đó, xương cực cộm. Xương kịch cộm. Sẽ mặt, sẽ lưng nghiêm chỉnh. Đó, cao 1m16 bò, đít cao 1m22. Không lan giá, giải đen hai hòn, đòn dài. Đó, bạc gu. Đó, đòn dài bạc gu. Đó, cặp được man này chủ báo giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu.
anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú Bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Cặp trực ban Mỹ chủ có giá là 33 triệu. Con này đỏ ao to con, xương cối yếm dầu nghiêm chỉnh, tay lớn đòn dài. Cặp trực ban Mỹ này thì chủ có giá là 33 triệu bạn, 33 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú Bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Con này xương kịch cộm lắm các bạn, xương kịch cộm lắm, giá 33 triệu bạn, 33 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại là cặp được man Mỹ chủ báo giá là 33 triệu, con cao mét 13 bò, con cao mét 16 bò, không lan giá, giá là 33 triệu cặp được man Mỹ đây nha các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú Bò các bạn, mình comment dưới màn hình video.